Hello anh em quận 9 nha. Chuẩn bị toàn chung là hay gọi là commission đó anh em, loading đó, bắt đầu loading. Có chuyên gia đến từ Malaysia vô khảo sát rồi. Còn thuê miếng đất đây từ năm ngoái anh chị. Năm ngoái. Chờ cơ hội để khởi nghiệp anh em, khởi nghiệp tiếp, khởi nghiệp ở quận 9 anh em nha. Đó, bây giờ toàn chung sẽ tuyển dụng. Tuyển dụng anh chị nha. Trước mắt sẽ tuyển dụng rất là nhiều vị trí, thì toàn sẽ thông báo sau clip này. Các bạn nào quan tâm và tiếp theo một nhà thầu xây dựng bài bản, chọn gói làm 2 tầng hay 3 tầng hả? 3 tầng anh em nha. Đất đây là đất đầy đủ thủ tục pháp lý xong xuôi hết rồi. 3 tầng xây dựng 3 tầng. Nhà thầu này làm chọn gói nhanh gọn lẹ, trong vòng càng sớm càng tốt, tháng 2 tháng gì đó. Đó. Thì giới thiệu giúp em to. Đó, ưu tiên quê hương nha, ưu tiên những nhà thầu ở Gia Lai này, Bình Định nè, Hà Tĩnh và Nam Định. Đó. Bốn nơi là quê hương của gia đình em Toàn. Đó. Ưu tiên các nhà thầu đến từ quê hương trước đã, xong rồi mới lọt sàn xuống đi anh chị. Giống như nhà của em đang xây như vậy á, là thợ xây là cũng là Gia Lai với Quy Nhơn, còn mà làm nội thất thiết kế thì chọn một anh ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào Sài Gòn lập nghiệp. Đó, cũng thích cái gì đó, một cái tình cảm gì đó, nhưng mà vẫn cái xét duyệt đàng hoàng anh chị nha. Đó, vẫn xét duyệt đàng hoàng, lựa chọn kỹ càng anh chị nha. Đó, thì cái này thì sẽ làm Honda anh chị, có thư đồng ý của Honda Việt Nam rồi, là cho Toàn làm ở quận 9 rồi anh chị. Cái này thì thật sự là nó không phải dễ như ô tô, thích là mở anh chị. Phải thuê xong rồi chờ cơ hội rồi đấu thầu xong rồi được duyệt. Nói chung là cũng qua nhiều khâu, anh em nào thích và quan tâm đến vấn đề đó thì Toàn sẽ có clip chia sẻ cách làm đại lý của Honda Việt Nam, dễ hay là khó và làm cái phương thức nào. Đó. Thì trước mắt sẽ làm cái quận 9 sau trước, xong rồi cái quận 7 á là đang xong cái này là sẽ làm cái quận 7 anh chị. Đó, nói chung là làm hai cái, quận 9 và quận 7 ở đường Võ Văn Tăng nha anh chị nha. Chào Võ Văn Tăng. Và tương lai toàn chung sẽ phát triển phục vụ tất cả khách hàng mua bán, trao đổi, bù trừ những cái xe máy đó. Kèm theo nữa là có thể là làm dịch vụ tận nơi tận nhà cho các anh chị ở quận lân cận. Nói chung mang một cái làn gió mới, một cái sự khác biệt mới tới khách hàng để tin yêu ủng hộ hệ thống toàn chung. Ở khách hàng nào mua xe máy ở Gia Lai mà muốn đi học ở trong Sài Gòn, các bạn học trong Sài Gòn hoặc là ở Sài Gòn mà muốn mua xe, hộ khẩu ở Gia Lai mà muốn mua xe thì không phải về Gia Lai mua nữa mà có thể qua ủng hộ Toàn ở quận 9 anh chị nha. Từ Võ Văn Tăng và sẽ tuyển dụng cửa hàng trưởng nè, một bạn cửa hàng trưởng, một bạn cửa hàng phó, 5 nhân viên bán hàng và 10 bạn kế toán ở các khâu bán hàng, dịch vụ, phụ tùng, và 2 bạn nhân viên, 2 đến 5 bạn nhân viên CA chăm sóc khách hàng và đào tạo thợ kỹ thuật viên. Anh chị nào mà muốn làm kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng và làm trong một cái môi trường chuyên nghiệp thì ứng tuyển vào với mức thu nhập từ ở Gia Lai, thì ở Sài Gòn em chưa biết, nhưng mà ở Gia Lai thì các anh thợ thì có làm khoán theo sản phẩm thì từ 10 đến 15, 20 tùy vào năng lực. Có những bạn học 6 tháng xong rồi ra làm với mức lương mười mấy triệu, tùy vào sự cố gắng. Đó, thì ở thành phố Hồ Chí Minh vậy, tuyển thợ đã có tay nghề hoặc là bạn nào chưa có tay nghề thì bỏ ra vài tháng lên Gia Lai để hệ thống toàn chung đào tạo và các thầy đào tạo. Đó là sẽ được có cái nghề chăm sóc bảo dưỡng những cái dòng sản phẩm của Honda mới đó.
thợ kỹ thuật viên thì 10 cho đến 20 bạn anh chị. 10 đến 20 bạn nha. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì ghé tới với gia nhập ngôi nhà của Toàn Trung, ghé tới 793 quốc lộ 13 để phỏng vấn trực tiếp gặp Toàn, hoặc là có thể liên hệ nộp hồ sơ qua mail, nộp hồ sơ họ liên hệ số điện thoại của bạn Bảo anh chị nha, liên hệ số điện thoại của bạn Bảo đó, hoặc là để lại bình luận đó, hoặc là nhắn tin rồi tụi em sẽ rep lại anh chị nha. Nhắn tin tụi em sẽ gửi thông tin nộp hồ sơ như thế nào, cách thức là làm sao đó. Nó èo qua đây ba, èo qua. Dạ, nở hậu qua đây. Đường ở đây cũng đẹp chứ đâu có xấu đâu. Dạ, cũng đẹp mà. Nó vướng cái có một cái mồ cổ ở đây. Ở trong phía sau đây. Phía sau này. Ba chèo lên phía sau nhìn được. Này ngay khúc cua. Cái này em lựa chọn cũng cuối năm á, cái đợt mà cuối năm anh chị thấy em mất tích á. Em mất tích một thời gian em không quay video á, là em đi tìm đất ở quận 9 và quận 7 á. 9 quận 7 em thuê được hết rồi. Bây giờ đang chờ xét duyệt anh chị đó, với cái nhà đây nữa. Nhà đây thì em cũng sẽ đập ra, nói chung nguyên ô đây và cái nguyên cái nhà đây đó sẽ đập ra làm Toàn Trung. Diện tích sàn mỗi sàn vừa em tính hình như mấy trăm mét vuông, 400 đó. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha.